Xin chào mọi người, em là Trà Giang, chuyên về lão hóa và chăm sóc sức khỏe chủ động. 9 loại thực phẩm tuyệt đối không nên kết hợp với nhau. Đậu nành và rau chân vịt sẽ tạo ra những chất kết tủa không tan làm tổn hại đến dạ dày. Sữa đậu nành và trứng làm mất đi hầu hết tác dụng có lợi. Thịt và giấm ăn nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến tim. Thịt và sữa chua sẽ tạo ra những hợp chất gây ung thư. Dưa hấu và thịt sẽ làm tổn hại đến lá lách và gây ảnh hưởng đến dạ dày. Thịt bò và hạt dẻ sẽ làm hại cả một hệ thống tiêu hóa. Cua và trà sẽ gây đau dạ dày, lâu dài sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày. Tôm và vitamin C sẽ gây hại đến sức khỏe, thậm chí gây tử vong. Quả hồng và khoai lang sẽ gây viêm loét dạ dày. Bạn nhớ nhé. Nếu mọi người cảm thấy video trên hay và ý nghĩa, thì em Giang tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người ngoài kia đang cần đến nó. Mọi người hãy cùng em Giang chia sẻ nhé. Và đừng quên ấn theo dõi kênh Nguyễn Trà Giang để nhận thêm được nhiều thông tin hữu ích hơn.